Chào mừng các bạn quay trở lại với MMA Talk Up 2023 mùa thứ hai Tôi là Huy Pencil. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta đến studio là một anh mời rất là đẹp trai đến từ uh, Lava Digital Group, anh Long. À, chào các bạn, mình là Long, đồng sáng lập của Lava Digital Group từ năm 2012. Anh Long chia sẻ một chút uh, giới thiệu về uh, Lava Digital Group cho uh, khán giả của MMA Talk Hub ngày hôm nay. Hiện tại thì uh, Lava Digital Group cũng đã hơn uh, 13 năm ở trên thị trường, cung cấp các cái dịch vụ digital kể về advertising lẫn về digital platform và kể cả cái uh, digital service cho các khách hàng. Thì cái nhóm khách hàng là các nhóm uh, các cái agency quốc tế. Và thông qua các agency quốc tế thì mình làm việc với các cái uh, nhãn hàng quốc tế. Đồng thời mình cũng làm trực tiếp với các cái nhãn hàng ở Việt Nam. Cái 4 năm vừa qua thì Lava Digital Group cũng là một cái độc quyền của Spotify tại thị trường Việt Nam. Đó là một cái niềm tự hào của Group. Là một công ty cung cấp giải pháp thì Lava đã có những cái sự thay đổi như thế nào để phù hợp với lại cái nhu cầu của anh hàng? Thì khi mình thành lập thì mình start với cái network thời điểm mười mấy năm về trước, mười ba năm về trước thì sơ khai chỉ cần cái network để nối với các cái publisher mà cung cấp và một cái booking rất là đơn giản, đúng không? Vậy simplify cái việc media Buying nó đã giải quyết xong rồi. Thì tới 2016 thì Promatic phát triển thì Lava cũng chuyển mình từ cuộc bắt đầu tham gia vào Programmatic Ad với DSP, ASP, DMP. Nhưng mà khi mà Paid Media nó trở nên bảo hòa, đúng không? Như vậy thì cuối cùng là phải cần phải những cái tool in-house của bản thân doanh nghiệp để người ta có thể tối đa cái việc quay trở lại của khách hàng và bán hàng mà không phải trả quá nhiều chi phí cho cái Paid Media nữa. Thì thông qua AKA Digital thì Laba Lava Group đã tiếp cận với các cái đối tác quốc tế các giải pháp mà tech để mà đem vô thị trường Việt Nam à, mình adjust một chút để cho nó phù hợp với các cái nhu cầu doanh nghiệp à, và mình thống nhất là mình sẽ đi theo cái phương pháp là best approach cái lựa là lựa chọn cái phù hợp nhất đi theo phương pháp là I try từng bước một như vậy cuối cùng là bây giờ thì mình kết hợp giữa digital advertising mình kết hợp với Matec Matec thì phải có integration và đồng thời mình có cả cái many service một số doanh nghiệp người ta không có nhân sự nhân lực đầy đủ à, dedicate thì mình sẽ cung cấp cái dịch vụ đó để mà giúp cho khách hàng apply được cái công nghệ Matech cho doanh nghiệp của họ một cách thuận tiện. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về tiếp thị ứng dụng dữ liệu. Nên là cái câu hỏi đầu tiên em sẽ dành cho anh đến từ một cái chủ đề đang hot trong ngành digital marketing của Việt Nam. Và vừa rồi chúng ta có cái nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. À, thực ra cái việc mà có cái một cái luật giống như vậy thì là điều hoàn toàn tốt thôi nhưng mà đồng thời nó cũng à, làm cho những người làm trong cái lĩnh vực digital marketing cảm thấy hơi à, băn khoăn chúng ta biết là năm 2016 ở bên châu âu đưa ra cái luật về, về dữ liệu GDPR, à, GDPR đó cũng à, ảnh hưởng rất nhiều đến các các uh, platform về advertising của trên digital yes. và các công ty về dịch vụ digital marketing thì à, điều đó đang diễn ra tại việt nam đây thì, thì cái, cái cái suy nghĩ của anh và và công ty của anh về cái vấn đề này như thế nào Dĩ nhiên có một số cái tập đoàn lớn, tập đoàn quốc tế lớn thì người ta đã có sự chuẩn bị trước đây. Nhưng mà hầu hết cũng là khá bất ngờ. Tại vì sau khi ra cái thông báo vào tháng 4 năm 2023, thì ngày áp dụng là ngày 1 tháng 7 năm 2023. Như vậy chỉ có 3 tháng. Cái nội dung của Nghị định 13 thì nó lại rất là gần với GDPR. Hiện tại trên thế giới thì nó có khoảng có 25 cái luật về bảo vệ dữ liệu người dùng ở các quốc gia khác nhau. GDPR là cái thứ khó nhất và Việt Nam mình theo đuổi. Thì như vậy là nó khá mới, cũng là khá bất ngờ có nghĩa là mình sẽ chưa có cái sự chuẩn bị mà chưa có cái success story nào trong cái việc mà ứng phó completely để mà thỏa mãn cái yêu cầu của nghị định 13. Tuy nhiên thì là cái việc nghị định 13 chỉ là cái gì sẽ tới thôi. Trước đó thì mình sẽ nói là về những cái thứ mà đã có lâu hơn rồi. Nó xuất phát điểm đó là về cái việc thu thập dữ liệu người dùng thì để cho cái trải nghiệm người dùng trên cái môi trường số nó tốt hơn. Thì cái việc đó nó đã có từ lâu và chúng ta là sẽ có cái data driven marketing đúng không? gọi à, là tiếp thị dựa trên dữ liệu thì nó có từ trước thì tôi nghĩ là những cái thứ đó thì ở thị trường Việt Nam chúng ta đã có cái tuổi thọ khoảng 10 năm đã, hoặc là 5 năm gần đây thì nó sẽ nhiều hơn. Còn à cái nghị định 13 thì rất là mới. Thật ra thì 2020 nó đã có một cái nghị định về chống cái thư rác và SMS rác đúng không? Nghị định 91 năm 2020 thì nó cũng là một cái sự khởi đầu thì cũng không biết để xem thử là chúng ta sẽ ứng phó như thế nào đối với cái yêu cầu này và chính phủ thì người ta có cho giãn ra hay không? Ừ. Tại vì trong cái điều khoản đó thì nó cũng có cho giãn đối với những cái enterprise small and medium ừ. cho tới 2025. Ừ. Đó, nhưng mà phân biệt cái ông nào là enterprise big, enterprise small and medium thì lại là, là, là cái chỗ nó mờ. Ừ. Đúng không? Và còn hướng dẫn thi hành cụ thể thì cũng chưa có. Thì các doanh nghiệp người ta vẫn đợi, đợi, đợi cái đó để mà người ta chuẩn bị cái thứ phù hợp. Chúng ta đã nói về ứng dụng dữ liệu trong tiếp thị từ rất là nhiều năm nay rồi và cái nghị định 13 lần này ấy, nó có tạo ra cái tác động gì về cái cách tiếp cận với lại tiếp thị ứng dụng dữ liệu không anh? Chắc chắn là có tác động rất là nhiều. Châu Âu đã người ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì bây giờ là cái người dùng người ta lên cái môi trường số tiêu dùng offline nó càng ngày nó càng giảm đi. Mình thấy có nó significant rồi lên môi trường số thì để mà theo đuổi người dùng ở môi trường số thì phải tạo được cái trải nghiệm tốt ở trên môi trường số thì phải có dữ liệu ừ. phải thu thập được dữ liệu ở nhiều cái touch point khác nhau đúng không ừ. khách hàng đi đâu mình theo đó chứ mình không có không thể là ép khách hàng đi vô một cái mobile web hay là một cái app hay là người ta phải vô cái chatbot của mình người ta không người ta theo cái nhu cầu của họ thì cái sự thuận tiện người ta tiếp xúc với brand với doanh nghiệp và với các tổ chức ở những cái điểm đó thì để mà tạo những cái trải nghiệm tốt ở nhiều cái điểm khác nhau thì mình phải collect được dữ liệu. Ừ. Thì muốn collect được dữ liệu thì phải có công cụ để mà collect được cái dữ liệu. Đó, thì nào là cái cái nền tảng là ở từ chỗ đó. Thì bây giờ nếu mà privacy yêu cầu cao quá thì cái việc collect dữ liệu nó bị hạn chế thì nó sẽ là big impact. Ừ. Và em nghĩ đó cũng là cái cơ hội để cho cái lĩnh vực à, tiếp thị ứng dụng dữ liệu của mình nó trưởng thành hơn. Đại vì luật lệ nó là một cái nền móng để giúp cho mọi thứ nó vận hành theo một cái quy chuẩn chung ừ. mà thực ra cuối cùng vẫn là có lợi cho tất cả các stakeholder bao gồm từ các brand rồi các agency như chúng ta là người tiêu dùng cuối việc bảo vệ người tiêu dùng cuối đó là một thách thức tại thời điểm hiện tại yes. nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ là một cái cơ hội để chúng ta xây dựng những cái mô hình mà nó mang tính bền vững hợp và bây giờ ở trong cái thời điểm này mà một cái business một cái brand mà muốn uh, muốn thực hành uh, tiếp thị ứng dụng dữ liệu ấy thì nó ừ. phải bắt đầu như thế nào ấy là thì đầu tiên là mình sẽ nói là về trải nghiệm người dùng đúng không? trước cái trải nghiệm người dùng thì nó có cái gọi là hành trình khách hàng nó có sẽ có bốn bước năm bước tùy vào cái cách mình phân loại nhưng mà thông thường thì mình sẽ chọn một cái phân loại năm bước đầu tiên là ở awareness thì là phải biết cái brand thì thông thường chúng ta sẽ làm ở awareness đối với cái người tiêu dùng thông qua các hành vi quảng cáo đúng không ạ? chúng ta chạy advertising, chúng ta chạy TV, chúng ta chạy billboard đúng không? Ừ. Sau khi người ta biết được tới cái brand và cái sản phẩm dịch vụ thì người ta bắt đầu tìm hiểu thì nó qua tới gọi là consideration, người ta sẽ tìm hiểu ở đâu. Trên môi trường số thì người ta tìm hiểu ở đâu, người ta có thể ông này có website hay không, có cái fanpage hay không, có cái mobile app hay không. Nếu mà tốt, thuận tiện thì tới hành vi là mua hàng. Mua hàng giao hàng xong rồi thì sử dụng. Sử dụng thì à, sẽ cần hỗ trợ, chắc chắn mua cái điện thoại về không biết xài sao, mua cái máy tính về cái menu này nó khó như vậy thầy phải cần hỗ trợ cũng là customer service hoặc là client service sau khi mà hỗ trợ tốt thì ông tiếp tục ông sử dụng ông mua thêm thì ông thành là loyalty ông thành là advocacy 10 năm về trước thì chúng ta là hầu hết những cái hành trình đó nó ở dưới offline ra quầy gặp nhân viên nói chuyện hoặc là support thì có thể chạy ra quầy luôn cầm cái máy chạy ra quầy cầm sản phẩm chạy ra quầy để cho người ta coi có bị hư gì không sửa chữa nhưng mà dần dần thì nó đưa lên online thì liên tới cái hành trình khách hàng ở trên online thì hành trình khách hàng trên online thì bây giờ nó mình có tới năm sáu cái bước hoặc mỗi bước nó có thể như nhiều third boy doanh nghiệp có thể làm tốt ở một khâu hai khâu mỗi khâu là một phòng ban và nhiều cái third boy như vậy để collect cái đó và phối hợp đồng bộ giữa các cái phòng ban là một cái bài toán rất là khó quý tao công nghệ nếu mà không có công nghệ thì sẽ không làm được trước đây với con người offline chúng ta thông qua process chúng ta có thể đạt được 70-80% cái yêu cầu nhưng mà lên môi trường số thì quá nhiều third point và toàn là công nghệ hết và dữ liệu sẽ rất là nhiều trước đây mình nói big data big data bây giờ đương nhiên là big data bây giờ không ai nói chuyện về big data nữa đúng không cái đó là đương nhiên rồi như vậy thì cái việc ứng dụng công nghệ để mà collect cái việc đó là sẽ là một cái cần thiết không 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 thể tránh khỏi như vậy là anh recommend là cái bước đầu tiên chính là phải có một cái phân tích về hành trình khách hàng những cái touch point nào có thể chạm được với khách hàng trên mỗi người giai đoạn là mình phải là à. phân tích cái hành trình khách hàng mỗi doanh nghiệp có cái hành trình khách hàng khác nhau ừ. doanh nghiệp phải hiểu được cái hành trình khách hàng của mình và ừ. những cái điểm chạm ừ. của khách hàng đối với cái doanh nghiệp của mình sau đó là phân tích tới cái thứ hai mình gọi là cái sự trưởng thành về mặt dữ liệu hoặc mình dùng là CX data maturity hay là data maturity data maturity nhưng mà dữ liệu là dữ liệu khách hàng customer data thì nó phải phân tích cái độ trưởng thành của doanh nghiệp xem tức là mình đang ở đâu mình đáp ứng như thế nào đối với cái yêu cầu của cái người dùng của khách hàng của mình cái rất là khó đó ạ thông thường thì mình nghĩ là mình thấy ở đâu vướng của cái phòng ban nào của đội customer service người ta fit chỗ đó của đội bán hàng người ta fit chỗ đó của cái đội giao hàng người ta fit ở chỗ đó nhưng mà không thấy được bức tranh như vậy để đánh giá cái customer data maturity phải đánh giá ở trên toàn bộ cái mình phải có cái hành trình xong rồi mình xem từ a à, data từ các cái phòng ban, từ các cái third point đó chúng ta đang ở mức nào, chúng ta ở mức rất là sơ khai hay là chúng ta đang ở mức advanced. Còn không? chúng ta ở mức intermediate. Okay. ok, trong cái cái gọi là data maturity tức là cái sự trưởng thành về việc ứng dụng dữ liệu của đấy nó có bao nhiêu phân cấp vậy Nó có nhiều mô đồ. Uh. một số mô đồ người ta chia ra 4 cấp một số năm cấp một số cũng có advanced hơn chi tiết hơn 6 cấp ví dụ như mình nói là ở một số cái thị trường các hội advanced thì người ta chia năm và người ta đánh giá là chúng ta đang ở một hai hoặc là hai ba indonesia malaysia hoặc có thể tới ba bốn ừ. đó singapore nó có thể bốn năm nhưng mà để đơn giản hơn mình mình rất là sơ khai mình chia ra nhiều quá nó cũng khó thì mình sẽ chia ra khoảng là bốn nhóm thì cấp độ thứ nhất mới gọi là silo silo có là phân tán hay mình gọi là department với là dữ liệu nó nằm ở từng cái phòng ban khác nhau trong cái hành trình khách hàng đó thì dữ liệu ông nào thì ông đấy có ông có thể xử lý cái tốt ở cái khâu của ông nhưng mà khi khách hàng đi qua chỗ khác giống như là một người mới không thấy đó là một cái khách hàng đã có ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình rồi thì đó là cái mức nó gọi là silo cái thứ hai cải tiến hơn một chút có nghĩa là các phòng ban người ta nối với nhau được đúng không nghĩa là mỗi phòng ban người ta connect được nhưng mà người ta cũng nối với nhau thì nó gọi là cross channel hay là a cross department như vậy là mình vận hành cái đội bán hàng bán xong á thì nó truyền cái thông tin mua hàng đó thông qua cho đội customer service đội customer service làm việc với khách hàng xong lại trả ngược lại cho đội bán hàng đội đội bán hàng lại trả lại cho đội marketing như vậy là các cái phòng ban người ta thống nhất Hai dữ liệu ví dụ một cái ông mới mua hàng xong không được khuyến mãi gì hết tôi học ông thích mua không được khuyến mãi ngay ngày hôm sau ông lại nhận được một cái email là giảm giá 10% cho đúng cái món hàng đó như vậy là best experience rất là best experience nó không phải là mắc hay rẻ mà như vậy cảm giác là mình bị lừa nhưng mà tại vì sao dữ liệu bán hàng với dữ liệu marketing hai phòng ban đó người ta không nối với nhau thì nó gây ra vấn đề đó thì ở Việt Nam chúng ta đang là rất phổ biến từ số 1 và số 2 chúng ta silo department và chúng ta mới cross channel cái số 3 thì nó gọi là data driven marketing data driven business operation dữ liệu đã kết nối rất là nhuần nhuyễn giữa các phòng ban khác nhau và chúng ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và thuận tiện. Nó khó là chỗ nào Ở bước số 2 là tôi chia sẻ dữ liệu, nhưng mà tôi chia sẻ dữ liệu tới mức nào, ở quy mô nào, tôi chia sẻ dữ liệu mặt profile cho session, hay là tôi chia sẻ dữ liệu chi tiết về mặt hành vi. Ông có vào trong web, ông có click cái email, ông có thực hiện một cái hành vi bỏ hạn vô trong giỏ nhưng mà ông chưa không mua. Hay là cái thứ nhất là mức độ chi tiết của dữ liệu cross. Cái thứ hai là tính real time. Nó ok, bây giờ tôi cross đó, nhưng mà từ data warehouse, cho xuất hành của tôi, tôi update cho đội marketing một tuần một lần. Rất là popular. Thì vì với những cái tool như là data warehouse, data lake, thì nó không thể làm gì sao được. Rất khó. Như vậy dữ liệu nó process, nó xử lý, xong rồi nằm đó chạy theo backdrop. Như vậy là một tuần sau. Ông marketing ngày hôm sau, ông, ông mua hàng, ngày hôm sau ông gửi. Thì khuyến mãi mất tiêu rồi. Ông đâu có đợi một tuần. Cái cam của tôi tôi phải gửi. Mình tôi đâu có biết làm sao để tôi loại trừ cái ông đã mua hàng ra. Như vậy là cái bước số 3 là cần phải là real time và sử dụng một cách dễ dàng. Thì đó là cái có thể chia tập khách hàng real time hoặc là near real time và có thể làm personal line. Như vậy khi à, tôi gửi ra một cái thông điệp tôi gửi là chào anh Huy. Hôm qua anh mua cái MacBook Air M1 có nghĩa là personal line và anh được một cái khuyến mãi này. Hoặc là hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Anh Huy được một cái voucher. Như vậy là cá nhân hóa. Cái việc sử dụng phải dễ dàng, tự động, hiệu quả, phân tập được nó gọi là audience segment và personalization là phải cá nhân hóa và nó phải cross department có nghĩa là cross department real time từ marketing sang sale sang customer service sang thậm chí cả loyalty và nó phải đi như vậy thì đó là cái bước số 3 rõ ràng như anh chia sẻ nó là một cái vấn đề nó vẫn phải đồng bộ hóa được tất cả các phòng ban là với nhau và mọi người đều phải nhận thấy rằng là tiếp thị vừa dụng dữ liệu là công việc của tất cả mọi người đặc biệt là cả phòng sale nữa làm sao chúng ta tạo được một cái trải nghiệm khách hàng đồng nhất trên cái đấy Ừ. Thế ở trên cái level của data driven marketing thì tiếp theo đó nó sẽ là gì? Tiếp theo là intelligence là ừ. bước số 4 dữ liệu chúng ta collect đầy đủ anh Huy hôm nay anh mua trên cái app anh dùng một cái số điện thoại khác ngày hôm sau anh mua trên cái web thì anh lại dùng email như ừ. vậy cuối cùng là thắc là hai ông và đâu phải lúc nào chúng ta cũng để lại thông tin thật chúng ta có thể để một cái tên khác Nguyễn Tiến Huy hoặc là Huy Nguyễn hoặc là Huy Pencil chúng ta có rất là nhiều tiền chúng ta có thể fake cái giới tính của chúng ta hay là chúng ta fake một chút cái ngày sinh của chúng ta hay chúng ta thấy cái việc privacy nó chưa có được tốt nên là chúng ta cũng ngại để lại thông tin chính xác lắm trừ tình huống là chúng ta làm việc với bang bắt buộc phải EKYC chúng ta không có thể để xa thông tin được còn lại về hành tin như vậy là dữ liệu connect về nhưng mà nó không có sạch nó không có đồng bộ và khi nó dữ liệu nó nhiều lên đúng không mua một đơn thì dễ nhưng mà sau 5 năm 10 năm tôi có hàng trăm cái transaction đối với doanh nghiệp đối với brand như vậy thì thông qua hệ thống AI khi mà dữ liệu nhiều hành vi nhiều thì nó sẽ rách của mình thì nó gọi tới Intelligent hồi xưa mình làm với một cái e-commerce rất là lớn ở Việt Nam thì cái đội acquisition đó, thì KPI của họ là mỗi ngày là 5.000 download cái app khi mình triển khai hệ thống automation á, mình thấy là mỗi ngày có 5.000 uninstall nhưng mà uninstall không phải là KPI của đội này và cũng không có đội nào chịu cái KPI về cái việc là phải giảm cái uninstall đó hết như vậy này là chạy paid media rất là nhiều và cái cost mỗi cái uninstalled càng ngày nó càng tăng một 1 đô một 1 đô một đô 2 như vậy chỉ cần không giảm cái uninstall không thôi á Không cần phải chạy thêm install mới Chỉ cần không có uninstall Mà tôi đã đạt được KPI rồi Làm sao cái tool nó thông qua cái hành vi của user Có nghĩa là một triệu, 2 triệu user Mỗi ngày 5 ngàn người uninstall Nó xem được cái pattern của cái ông trước khi ông uninstall nó như thế nào 30 ngày ông idol Ông làm gì hết Hay là 15 ngày ông không làm gì hết Hay là ông có những cái hành vi mà mua hàng Vài lần mà thanh toán không thành công Hay là ông nhận nhiều cái quảng cáo quá Nó dựa vào cái hành vi số lượng nhiều đó Nó predict ra một cái button có nghĩa là những cái user nào sẽ có xu hướng chuẩn bị tới cái phase là sẽ gỡ cái app nó có cái nhóm rồi xong thì phải bóc được cái segment nó ra à, đội business và marketing người ta phải biết mình sẽ trigger một cái gì đó một cái promotion hay là một cái message gì đó một cái voucher gì đó để mà mình giúp cái người đó người ta thoát ra khỏi cái con đường đi tới install nó có một cái gọi là churn prediction để mà giải quyết cái bài toán khách hàng cái thứ hai nó cũng phổ biến hơn nó gọi là next best offer tôi mua của ông của doanh nghiệp nhiều thứ rồi đó như vậy cái thứ sắp tới cái gì sẽ phù hợp nhất đối với đối với cái khách hàng đó làm sao để mà hệ thống dựa vào cái hành vi của một cái người dùng trong quá trình dùng đủ lâu recommend cái gì next để mà sao tăng cái customer lifetime value mà nó phải phù hợp tại vì xem cho tôi cái thứ không phù hợp tôi lại chờ đấy tôi hành tìm chơi chắc chắn nó phải có ai ml có không ai intelligent và ml là máy học như vậy là cái keyword của cái cái cái, cái level là có được data intelligence đó đó là prediction mình phải có cái khả năng predict được cái behavior và chặn trước những cái behavior behavior nó trơn behavior xấu ừ. và behavior tốt mà nó offer cái thứ cái thứ nhất thì đó là, là cái level 4, level cuối cùng qua cái chia sẻ vừa rồi của anh thì em thấy rằng là, là đúng là nó có môn hình vạn trạng những cái những cái vấn đề và những cái giải pháp trong việc ứng dụng uh, tiếp thị với uh, dữ liệu anh có thể kể một vài cái trường hợp cụ thể để khán giả chúng ta có thể nút kết từ những cái trường hợp mà đã thực hành rồi trong quá trình mình làm mười năm và đặc biệt là 5 năm vừa rồi á khi mà đi sâu hơn nhiều về Matech thì mình có cơ hội mình gặp trao đổi với rất là nhiều doanh nghiệp kể cả trong nước lẫn các doanh nghiệp quốc tế và có văn phòng tại việt nam hầu hết là ở giai đoạn rất là sơ khai rất là pain point những cái pain point mình không thể hình dung được đối với những cái doanh nghiệp lớn như vậy người ta có những cái mình gọi là maturity nó rất là basic, rất là silo Giống như là ngay ở step 1 mình không thể tưởng tượng được Sau 5 năm mình đi thì mình gặp wow, như vậy là Đó là cái thực tế ở thị trường này Ví dụ như là mình làm với một cái doanh nghiệp về tìm việc Thì người ta có một cái website để người ta tìm việc Người ta có hàng ngàn, hàng ngàn cái việc Cái, cái job post lên mỗi ngày từ các cái công ty khác Mà người ta đổi liên tục Và cái người mà đi kiếm việc để làm hồ sơ CV để apply thì có tới hàng triệu Như vậy làm sao để ông recommend một cái job này trong một người phù hợp trong cái biển biển việc và biển người đó thì khi mà user người ta người ta vào website thì người ta yes hệ thống nó recommend thì nó có một cái engine recommend là sao nó recommend được nhưng mà đâu phải ngày nào tôi cũng có thể vào website được tôi có thể là tôi đang làm một cái việc gì đó nhưng mà tôi lúc kinh phong một cái việc trong vòng 3 tháng tới khi nào có cái việc tốt thì tôi mới consider để tôi thay đổi thì trước đây á, cái doanh nghiệp này người ta có một cái database rất là lớn nhưng mà người ta không có phân tập được và database nó nằm ở đội IT nó không phải đội marketing không phải đội business thì đội business khi người ta muốn gửi một cái email ra một cái lượng lớn email ra để recommend những cái job mới có cho những người phù hợp thì người ta phải qua 5 step người ta phải gửi một cái ticket request ticket cho tới đội technical đội technical người ta dựa vào cái request đó người ta sẽ ok tôi sẽ tạo ra một cái nhóm sách mạnh là 200.000 người user với cái email này nó phù hợp và đồng thời tôi sẽ làm một cái email template sau đó là cái email template nó mới quay ngược lại cái đội marketing để mà người ta QC. Người ta QC tham Cái email template nó cũng chưa phải mặc hình thức, để mặc nội dung cũng chưa. Xong rồi nó mới quay ngược lại cái đội technical. Đội technical người ta mới gửi cái email ra. Như vậy cái quy trình nó mất từ 5 ngày đến một tuần. Để mà muốn chia nhỏ cái sách mình đó ra và gửi với nhiều content khác nhau. Nên tôi thấy một cái gọi là burden, một cái rất là heavy. Thì thôi người ta không làm, người ta chỉ làm rất là basic. Nên là trước đây tại sao là mình thấy là mình nhận những cái mail nhưng mà nó cái nội dung nó không có liên quan với mình thì vì để bổ nhỏ ra thì nó nó tú có khi là hai tuần ba tuần và cái buổi sáng nó quá phức tạp nhưng mà sau khi mà đưa cái tool vào nó gọi là customer engagement trong customer engagement thì đầu tiên nó phải tích hợp để dữ liệu đổi hết vào đó chứ không phải ở dưới ông MT cũng có nhưng mà tôi cũng có đúng không và cái gì thì ông có cái ông đồng bộ ở đây còn cái gì tôi connect từ website thì tôi lấy về như vậy cái việc làm sách mình là chỉ cần click chuột click click click, click. và làm cái template email nó cũng chỉ kéo thả kéo thả kéo thả kéo thả nó làm trong vòng 15 phút 20 phút là xong và sau đó người ta set up một cái campaign người ta gửi cái email ra như vậy nó mất chưa tới một giờ so với trước đây là mất năm ngày đến một tuần cái việc nó rất là dễ dàng nó rất là nhanh như vậy người ta có thể là thay vì tôi gửi một sách mình không tôi chia ra thành 100 trăm sách và cái content nó tôi personalize một chút để tôi gửi ra nó chỉ mất của tôi thêm một giờ nữa thôi cái việc personalize xuống dưới khách hàng xuống dưới người tiêu dùng nó càng dễ dàng hơn nó càng chính xác hơn và cái việc hành của doanh nghiệp á thì nó rất là hiệu quả dần dần cái việc đó nó phải ở nằm ở cái đội business team đội marketing chứ nó không còn đội IT nữa đó là một cái bước chuyển mình rất là lớn khi mà chúng ta áp dụng cái công nghệ mang đưa vào câu chuyện thì rất là thú vị em nghĩ là nó rất là rõ ràng khi mình nhìn thấy được mình tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và thực tế là mình có thể tạo ra một chuyển đổi lớn hơn rất nhiều so với lại cái kết quả kinh doanh trước đấy. Vậy thì để có thể triển khai một cái case ví dụ như thế đi với bất cứ một cái một cái cái, cái brand này một cái công ty nào thì cái solution mà mà các anh mang tới nó sẽ nó sẽ đi từng bước như thế nào, làm thế nào để bắt đầu onboarding và 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 mình triển khai một cái solution để tạo ra được một cái tác động tốt như thế. mình quay lại cái 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 nội dung mình cho đổi trước đây đúng không? đầu tiên mình phải đánh giá được cái độ trưởng thành của doanh nghiệp về mặt CX, data và nó ở bước nào. trước đây khách hàng thì người ta hay hiểu nhầm là tôi có một cái solution nó có tên rất là hay ví dụ như là marketing automation hay là CRM hay là CDP và rằng cái solution nó có cái tên giống như vậy nó đem vô trong doanh nghiệp của tôi thì nó giải quyết được bài toán của tôi nó giống như là doanh nghiệp giải quyết bài toán của đối thủ cạnh tranh của tôi hay là của một cái đối tác khác một cái khách hàng một cái doanh nghiệp khác mà ở khác ngành của tôi nhưng mà nó không phải như vậy nó chỉ là cái tên thôi nó dẫn tới nhiều hệ lụy là mình kỳ vọng một cái sản phẩm nó có một cái tên giống như vậy một cái tên là CRM nó đưa vào doanh nghiệp của mình nó thành là cái cây đủ thần nó có thể giải quyết được 80 phần trăm 90 phần trăm cái pain point của mình và đó không phải để mà làm đúng mình trên đó là the best đúng không mình trong quá trình mình làm hết là ít nhất là không có sai hoặc là ít sai thì đầu tiên mình phải đánh giá đánh giá cái độ trưởng thành mình gọi là hai mình gọi là discovery trước khi tới là bạn đừng nói bạn mua cái solution tên gì tới mà đánh giá được cái cái vấn đề của bạn là gì cái pain point là gì cái business use case là gì cái độ trưởng thành về mặt dữ liệu của bạn là gì bạn có bao nhiêu người dùng dữ liệu người dùng hiện tại đang connect như thế nào có lấy ở đâu trong cái hành trình đó thì mình phải đánh giá cái đó trước sau đó thì mình sẽ giải quyết bài toán là mình sẽ tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, cấp độ 2 lên cấp độ 3, không thể từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 được. Thậm chí cấp độ 0 thì mình phải giải quyết ở cấp độ 1. Cấp độ 1 thì cái solution, cái platform gì, cái solution gì, tech solution gì nó sẽ đi vô giải quyết cái chỗ đó. Và một cái phase như vậy nó nó không có thể nhanh được. Nó phải 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, thậm chí 2 năm. Nó mới đi qua cái bước số 2. Tùy vào cái nguồn lực của doanh nghiệp nữa. Nguồn lực doanh nghiệp là nguồn lực về mặt tài chính, nguồn lực về mặt con người đầu tiên là mình phải đánh giá đúng không discovery mình đánh giá xong mình đưa cái tool phù hợp vào để mà giải quyết cái bài toán nhỏ giải quyết ba bốn cái pain point hai ba cái pain point nhất cái đó nó ổn xong mình đi giải quyết tiếp giải quyết tiếp rồi sau đó tới với cái cái phase enhance mỗi cái phase như vậy thì nó có một cái solution khác nhau trong cái hệ sinh thái nhiều cái solution thì mỗi solution nó có cái vai trò của nó thế nó thành cái hệ sinh thái cái tool này nó giải quyết được cái bài toán là collect và engage cái tool này nó giải quyết bài toán là mình phân tích cái tool này giải quyết bài toán loyalty cái bài tool này giải quyết là dữ liệu quá nhiều thì tôi phải dùng tới cái tool này và nó phải theo facing sinh theo cái từng giai đoạn chứ nó không thể mà mình nghĩ là có một cái tool gì đó với một cái tên gì đó nó vô nó giải quyết được thì nó không phải như vậy thì thông thường quá trình triển khai thì tùy doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa thì quá trình triển khai một cái tool giải quyết ba bốn cái use case thì nó khoảng 2 tháng đến 3 tháng là để triển khai tại vì nó là tách mà nó cũng phải có setup nó cũng phải có tích hợp với các cái hệ thống khác đúng không với POS tích thật với website tích thật với app thì nó mất 2 tháng 3 tháng sau đó mới đầu start setup chạy những cái những cái mình gọi là use case tình huống thực tiễn đó start như vậy được phải 3 tháng 4 tháng sau đó khi nó nhung nhĩ nhung nhĩ thì từ lúc bắt đầu tới lúc mà nhung nhuyễn một phase thì nó phải 9 tháng tới một năm không thể đi nhanh nó sau đó em mới đi thịt thế là cái hành trình đó cũng phải có một cái sự kiên nhẫn nhân định đúng không để có thể apply tất cả những cái chiến lược về ứng dụng dữ liệu này xuyên suốt toàn cái doanh nghiệp ừ. Lòng long nghĩ là cái cái quan điểm đó nó phải được thống nhất giữa khách hàng giữa nhà cung cấp mà những cái agency ở giữa giống như mình em thấy là hầu như tất cả những cái doanh nghiệp mà họ rất là lúc đầu rất là đam mê nói về chuyển đổi số và bắt đầu ứng dụng chuyển đổi số trong cái công ty của mình ừ. thì họ hay bị stuck ở ngay cái đoạn đấy nghe cái đoạn về data maturity xong rồi làm thế nào để synchronize đồng bộ hóa được tất cả hoạt động và đồng bộ hóa được tất cả dữ liệu ừ. và hệ thống hóa được cái tư tưởng của con người của nhiều các phòng ban khác nhau á cái phần đấy nếu mà vượt qua được ấy, thì khả năng họ thành công trong cái quá trình chuyển đổi sang ứng dụng dữ liệu xuyên suốt trong chuyển đổi số toàn doanh nghiệp chứ không phải của mỗi thức tiếp thị thì sẽ rất cao. Nhưng mà nếu bị stuck ở ngay cái chỗ của marketing, ừ. ngay cái phần mà data driven marketing đó mà bị stuck ở ngay đó là gần ừ. như là những cái cái phần khác là không triển khai được. <laughs> Và khi mà nói tới data driven marketing mình nghĩ là việc của marketing, no, no, no. IT của ta tham gia cũng rất là nhiều trong giai đoạn ban đầu, set up, cấu hình, tích hợp dữ liệu rất là nhiều. Sau khi mọi thứ đó, nó xong xuôi hết, nó trơn tru hết rồi thì cái việc vận hành cái hệ thống đó là việc của marketing hay là đội của đội sale hay đội service tùy vào cái business objective của mỗi cái phòng ban và việc mình nói về marketing thì, thì sau này cái hệ thống đó sẽ do marketing quản lý mà để mà tới lúc mà marketing 100% quản lý mà không đụng tới it nữa thì nó phải mất giai đoạn 3 tháng 6 tháng thậm chí chín tháng dữ liệu nó xuyên suốt tích hợp nó smooth rồi cái gì cần real time và đã real time rồi cái gì chưa real time thì cố gắng cho nó near real time nó mới tới giai đoạn đó, chứ không phải là mỗi marketing không là, là giải quyết được Thì tại sao mình nói về cái trải nghiệm người dùng, trải nghiệm người dùng là gì? Ha? Khái niệm mà được Trên truyền thông được nói khá nhiều gần đây Thì cái khái niệm này nó cũng Không có mới Năm 1999 thì có Hai cái tác giả Thông qua cái nhà xuất bản của đại học Harvard thì người ta đã xuất bản một cuốn sách gọi là The experience Economy Có nghĩa là nền kinh tế trải nghiệm Tại sao chúng ta bán được một cái món hàng Giống nhau Nhưng mà với cái giá gấp 100 lần, 200 lần. Ví dụ mình nói là cái cà phê mà cà phê hạt đi. để một, ký cà phê nó khoảng 50 nghìn, đúng không ạ? Một ký cà phê nếu mình ra thành phẩm thì được khoảng 40 đến 50 ly. Mỗi ly cà phê nó chỉ có 1 nghìn. Nhưng mà sau khi rang xay ra xong, đóng vô gói, có thể lên bán 150 nghìn. Đúng không? Về pha hay là thậm chí là gọi cà phê pha sẵn. Thì một cái phần đó, cái cost nó khoảng 3 nghìn. pha số 3 là người ta đưa vào trong cái quán. Cái nhà hàng, cái bán cà phê, cà phê cốc, cà phê premium vừa phải gì đó thì nó bán một ly 20 nghìn, 30 nghìn nhưng mà ông Starbucks đó thì ông bán 80 nghìn nhưng mà người ta vô Starbucks là người ta mua cái trải nghiệm không phải là để mua ly cà phê như vậy là thông qua cái trải nghiệm khách hàng người ta sẵn sàng người ta trả một cái cost cao hơn hàng trăm lần cho cùng một cái thứ thức uống mà người ta uống và data nó sẽ giúp gia tăng cái giá trị của trải nghiệm đó như thế nào ạ? Trên môi trường số thì khách hàng người ta càng ngày càng ít trung thành đúng không? Mình thấy rất là rõ. Tại vì người ta có thể tiếp cận cái service rất là dễ. Hồi xưa đổi cái, cái đồ mình sử dụng nó khó lắm. Mình đổi một cái tài khoản rất là khó. Ra ngân hàng mở thủ tục mất thử tuần phải có được cái tài khoản mới có cái thẻ. Bây giờ chỉ cần 5 phút EKYC là tôi có một cái tài khoản mới. Và tiền tôi chuyển từ ngân hàng cũ qua ngân hàng mới miễn phí. 500 triệu 1 tỷ. Có thể là ngân hàng đó chuyển 5 tỷ. Qua wow. tuần này tôi gửi lãi suất cao hơn 0,01% thôi. Tôi chỉ mất 5 phút. Như vậy, cái độ tiếp cận của cái dịch vụ và sản phẩm rất là dễ cái độ trung thành nó giảm đi chúng ta không có cung cấp cái trải nghiệm tốt cho khách hàng thì khách hàng người ta sẽ sẽ chuyển cái trải nghiệm khách hàng trở thành là cái thứ để mà mình giữ chân khách hàng lại thành lo cho ti cái dịch vụ của anh mắc hơn so với đối thủ nhưng mà tôi có cái trải nghiệm tốt tôi vẫn tiếp tục ở lại mà ở trên môi trường số trải nghiệm không phải ở dưới quầy nè ở trên môi trường số rất là nhiều như vậy thì mình phải cần dữ liệu mình phải cần collect dữ liệu và mình phải cần tương tác thông qua dữ liệu để mình tạo ra cái trải nghiệm đó là cái thứ bắt buộc không thể tránh khỏi. ngày hôm nay thì chúng ta trao đổi các em ý cũng có rất là nhiều cái insight thú vị về lĩnh vực uh, tiếp thị uh, ứng dụng dữ liệu này. Có thể gọi là cái key take out cho những người xem hôm nay đó là uh, cái việc thứ nhất để trước khi mà bắt đầu việc ứng dụng cái lĩnh vực này thì có nghĩa là mình cần phải có cái giai đoạn kiểm toán lại cái uh, mức độ trưởng thành về dữ liệu của cái doanh nghiệp của mình. Đúng không? Uhm. Trên cái mức độ trưởng thành đó mình ghép với lại một cái nghiên cứu về customer journey, các touch point mình có thể chạm tới khách hàng và từ đó mình mới lựa chọn một cái một cái gọi là ecosystem về solution, ứng dụng Matech Matech solution ecosystem phù hợp với mình. Phù hợp với lại cái 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 cấu trúc cái ngành hàng rồi cái độ độ nhóm, thành mức độ trưởng thành của mình và phù hợp với cái customer journey khách của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn anh Long. À, ngày hôm nay là buổi chia sẻ rất là hữu ích. Nếu mà bây giờ được ngồi trước một bạn là marketing hay là một chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì và uh, đang cần có một vài lời khuyên ý, thì anh có một cái lời khuyên nào uh, dành cho họ không? Yes. Đ đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nãy giờ mình nói thì là cái trải nghiệm khách hàng trở thành cái gọi là cái chiến lược cạnh tranh trên môi trường số. Để mà làm tốt trải nghiệm khách hàng, chúng ta cần phải có công cụ, công cụ về technical đúng không? mình gọi là mình gọi là Matech, marketing technology để mà thu thập dữ liệu và giải quyết được cái tạo ra được cái trải nghiệm khách hàng tốt. Cái thứ hai đó là làm cách nào thì chúng ta phải dùng cái phương án mình gọi là best of bridge, có nghĩa là mình dùng những cái công cụ tốt nhất trong cái chức năng của nó. Có thể mình sẽ không big bang mình mua một cái full solution từ A đến Z. Nó quá tốn kém, nó quá phức tạp, nó quá lâu dài. Thì với người vừa và nhỏ thì mình nên dùng cái best approach hay theo cái methodology đó. Cái thứ ba thì có nghĩa là mình sẽ best approach dựa vào cái độ maturity của mình. Thì bạn mình phải đánh giá, Mình có thể tự đánh giá hoặc mình thông qua à, thông qua agency, thông qua third party giúp mình để để đánh giá cái độ maturity để khi cái phương pháp best approach rồi nhưng mà cái gì đi trước, cái gì đi sau thì nó phải phù hợp với mình. Thì như vậy nó sẽ tiết kiệm về mặt đầu tư. Ít xảy ra lãng phí đúng không? Nó phù hợp với cái đội ngũ của mình, rồi cái nguồn vốn của mình cho cái phần cả công nghệ đó. Còn đối với người lao động, đối với employee đúng không? Đối với các cái nhân sự đó, thì mình nghĩ là mình gọi là marketing technology thì nó tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt. Nó có chữ ma và chữ tech, ma for marketing, tech for technology. Như vậy một cái nhân sự bây giờ mà để phù hợp với cái vai trò mới trong cái sự thay đổi của thị trường đó, thì, thì bạn phải biết marketing một chút, biết technology một chút không có ai xuất phát điểm để biết cả hai hết thường là ông tách thì ông cố gắng học về marketing về business xuất phát ông làm marketing là business thì ông học một cái về tech để mà ông thành một cái con người có thể nói được cái câu chuyện giải quyết được cái bài toán marketing nhưng mà dùng dùng tech thì nó có một cái term nó gọi là marketing technology đó là một cái term mới là cái người kỹ thuật mà điện mà cho marketing marketing technology cảm ơn anh như vậy là đối với lại một chủ doanh nghiệp hay là một cái người own cái brand ấy, thì cái best for print best of pre là yeah. vô cùng quan trọng tức là lựa chọn tính phù hợp đúng không? phần phù hợp làm sao để lựa chọn tính phù hợp thì phải hiểu được chính mình yes phải hiểu được cái cơ thể cái doanh nghiệp của mình và cái brand của mình thì mới chọn được cái cái phương pháp để mình có thể tăng cường cái sức khỏe về uh, tiếp thị dữ liệu còn đối với nhân sự thì cái lời khuyên của anh đó là nếu bạn đang là marketing thì học thêm một chút về technology, và nếu bạn làm technology thì có khi học thêm một chút về marketing bạn sẽ có được cơ hội lớn trong cái xu thế về matech hiện tại. Đúng rồi. Nào, xin cảm ơn anh Long. Xin cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này và hẹn gặp lại các bạn vào trong một cái số tiếp theo của MMA Talk up 2023. Dạ, yeah, cảm ơn Huy. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ đến phút cuối cùng. Hẹn gặp lại.